Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự hôm nay có bài Tuần đầu tiên trở lại trường của học sinh các cấp, thực hiện nghiêm việc phòng dịch gia bài tuổi trẻ châu đốc, chúng ta xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Trước kết chúng tôi xin điểm lại một số tin nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong tuần, bộ nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã triển khai hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Giới thiệu thông tư số 01 trên 2021 ngày 14 tháng 1 năm 2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 41 NQ Ngày 18 tháng 1 năm 2021, về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120, xây dựng đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo trong lộ trình tự chủ năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi yêu cầu ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình đề án và thí điểm đối với các trường mầm non Hoa Sen, mẫu giáo Hoa Hồng và trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi thực hiện giai đoạn 2022-2025, trường tiểu học Bán Chú Hùng Dương, tiểu học Trưng Dương và tiểu học Lê Lợi sẽ thực hiện giai đoạn 2026-2030. Theo đó, ngành giáo dục tháo gỡ khó khăn cơ chế về tài chính và cơ sở vật chất, tăng nguồn thu bằng biện pháp đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy thu hút học sinh, giữ mức tăng thu ít nhất 10%. Khai thác các nguồn thu từ căng tin bãi giữ xe, cho thuê phòng học, học ngoại khóa, mở rộng dịch vụ để tăng nguồn thu cho đơn vị. Trong tuần ông Đinh Văn Bảo, phó bí thư Thành ủy Châu Đốc và ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc dẫn đầu đoàn đã đến thăm chúc mừng 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021 tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, Trung tâm y tế thành phố Châu Đốc. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các cán bộ, các thầy thuốc ngành y tế thành phố Châu Đốc đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mong muốn trong thời gian tới, các bệnh viện tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển hạ tầng, đoàn kết, nỗ lực, phát huy y đức, tự rèn luyện để giỏi tay nghề, kịp thời nắm bắt và áp dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân, góp phần xây dựng ngành y tế vững mạnh toàn diện. Cũng trong tuần, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 2021 tại phòng khám đa khoa Bình An và Hội Đông y Thành phố Châu Đốc. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, gửi lời chúc mừng tới đội ngũ cán bộ y bác sĩ, các cơ quan, đơn vị, phòng khám đa khoa Bình An, Hội đồng y thành phố đã phát huy tốt truyền thống lương y như từ mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về phòng chống dịch COVID-19, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng trong dịp này, đoàn đã đến thăm bác sĩ Vũ Hồng Hoa, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế thành phố. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Thành bày tỏ sự trân trọng cảm ơn về những đóng góp của bác sĩ Vũ Hồng Hoa đối với ngành y tế cũng như với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của quê hương Châu Đốc. trong tuần Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khai thác, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2021. Năm 2020 vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Châu Đốc đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, nên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.481 người, đạt 141% chỉ tiêu, tăng 955 người so với năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 80.562 người, tăng 1.875 người so với năm 2019. Tỷ lệ bao phủ trên dân số thực tế đạt 91,17%, dược 1,17% chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn thành phố. Trong đó, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đạt 100% năm 2021, thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc rà soát phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sử dụng an toàn hiệu quả quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 2 năm 2021, thành phố Châu Đốc đón 66.650 lượt du khách đến tham quan du lịch khu du lịch quốc gia núi Sam, thu phí tham quan trong tuần được 1 tỷ 974 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan du lịch, khu du lịch quốc gia núi Sam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tại các khu di tích văn hóa lịch sử, chùa, miếu khu du lịch quốc gia núi Sam đều có bố trí sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí nơi rửa tay. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp khử trùng sau mỗi ngày hoạt động, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên để hướng dẫn và hỗ trợ du khách tăng cường tuyên truyền cho nhân dân, du khách về các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong quá trình đón tiếp khách, các điểm khu du lịch đã thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như tuyên truyền thực hiện 5K, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào tham quan, đặt nước rửa tay sát khuẩn, bố trí bàn ăn giãn cách tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của bộ y tế trong khu du lịch và tiếp tục tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch trên website du lịch tâm linh núi sam vn công khai số điện thoại đường dây nóng và bố trí nhân viên hỗ trợ du khách khi cần thiết Sau kỳ nghỉ Tết, nguyên đáng tân sủ 2021, các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc và học viên trường trung cấp nghề Châu Đốc đã trở lại trường vào sáng ngày 22 tháng 2. Tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Châu Đốc đều có bố trí đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng cho học sinh trước khi vào lớp học. Học sinh cũng được bố trí chỗ ngồi, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với đó, các trường học trong thành phố Châu Đốc đã tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ quản lý giáo viên khi trở lại trường để giảng dạy và học tập, đồng thời kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe học sinh, bổ sung các trang thiết bị y tế, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế để đáp ứng nhu cầu thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh ở đơn vị và thực hiện nghiêm giải pháp 5K. quý các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài được nghỉ học để vui Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 và phòng ngừa dịch Covid-19, ngày 22 tháng 2, tất cả học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Châu Đốc đã đi học trở lại. Theo ghi nhận, nhìn chung các trường học đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường lớp. Trong chương trình thời sự hôm nay có bài Tuần đầu tiên trở lại trường của học sinh các cấp, thực hiện nghiêm việc phòng dịch. Trong buổi học sáng ngày 22 tháng 2, phần lớn trẻ mầm non học sinh các cấp đã đến lớp. Mỗi lớp chỉ có vài trường hợp vắng do bị bệnh hoặc theo gia đình đi nơi khác chưa trở về địa phương. Đối với những trường hợp này, nhà trường đã tìm cách liên hệ để nắm chặt thông tin, đồng thời tuyên truyền việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, gia đình học sinh thực hiện nghiêm. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tuần đầu học sinh đi học trở lại, các trường đã thực hiện rất tốt. Theo đó, ngoài việc tổ chức tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh quay trở lại, ngay trong buổi sáng ngày 22 tháng 2, các trường học đã thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và nhắc nhở phụ huynh học sinh mang khẩu trang khi vào khuôn viên trường. Do không tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần theo chỉ đạo của ngành giáo dục nên nhiều cấp trung học phổ thông đã cho học sinh làm vệ sinh lớp học. Bên cạnh đó, trong buổi học đầu tiên, các trường đều bố trí nước rửa tay khô, nước sát khuẩn trước phòng học, xà phòng đầy đủ tại các giòi nước rửa tay. Theo đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, tỷ lệ học sinh ra lớp của các cấp trong tuần đầu tiên đi học trở lại là khá cao, đạt trên 90%. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, cho thấy phần đông phụ huynh đã rất quan tâm đến chuyện học tập của con em mình, dù đang trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến tương đối khó lường. Theo đó, quan điểm chỉ đạo của ngành là tất cả các trường học đều phải tăng cường ưu tiên mọi điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh. Ngành cũng chỉ đạo giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải yêu cầu học sinh rửa tay thường xuyên đúng cách theo đúng khuyến cáo của ngành y tế. Các trường học phải tăng cường công tác tuyên truyền trong trường học bằng nhiều hình thức để học sinh nắm rõ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Bên cạnh công tác ổn định sĩ số học sinh, tổ chức dạy và học theo đúng kế hoạch chương trình của năm học thì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phải được thực hiện quyết liệt hơn nữa, không thể lơ là giây phút nào bên cạnh đó các trường tạm thời không tổ chức những hoạt động tập trung đông học sinh như chào cờ đầu tuần tập thể dục giữa giờ mà thay bằng hình thức khác phù hợp hơn như tổ chức sinh hoạt đầu tuần tại lớp tập thể dục giữa giờ tại lớp nhà trường phải theo dõi chặt tình hình sức khỏe học sinh nếu có dấu hiệu sốt ho thì phải tổ chức cách ly báo ngay cho cơ quan y tế Thưa quý vị và các bạn, tạm xa gia đình, gác lại những niềm vui riêng. Các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 vẫn ngày đêm lặng thầm với công việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, chiến binh blue trắng. Biết làm việc trong khu cách ly là khó khăn vất giả, phải tạm xa gia đình trong thời gian khá dài để thực hiện nhiệm vụ, như vì trách nhiệm của người thầy thuốc. Vì mọi người đang cần đến mình nên họ, những chiến sĩ blue trắng, sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiến dịch không chỉ là cuộc chiến của virus SARS-CoV-2 mà các y bác sĩ còn đối mặt với những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Biết làm việc trong khu cách ly là khó khăn vất vả, phải tạm xa gia đình trong thời gian khá dài để thực hiện nhiệm vụ, nhưng vì trách nhiệm của người thầy thuốc, vì mọi người đang cần đến mình, nên họ, những chiến binh blue trắng, sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chống dịch không chỉ là cuộc chiến với virus SARS-CoV-2 mà các y bác sĩ còn đối mặt với những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có một số người không hợp tác, trốn cách ly hoặc không tuân thủ các quy định gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Đội ngũ y bác sĩ phải mất nhiều công sức giải thích, vận động để những trường hợp này chấp hành đúng quy định cách ly. Có người cho rằng trong khu cách ly bị gò bó, vậy các y bác sĩ sẽ được tự do, thoải mái hay không khi vừa phải thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người nghi ngờ bị lây nhiễm vừa căng mình điều trị các ca nhiễm không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly vì nhiệm vụ vì sức khỏe người dân và vì cuộc chiến với dịch bệnh họ đã chấp nhận xa gia đình gác lại cuộc sống thường nhật để làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao thì tại sao các trường hợp cách ly lại không chấp hành đúng quy định phòng chống dịch Trước Tết, dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương khiến nhiều người quan mang lo lắng. Hỗ trợ các địa phương chống dịch, nhiều y bác sĩ tình nguyện đến dùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh trong thời điểm Tết cận kề. Gác lại niềm vui xâm hợp cùng gia đình trong dịp Tết, bất chấp nguy hiểm khi vào làm việc tại nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Các bác sĩ hỗ trợ các địa phương vượt qua khó khăn hay trong lúc tình hình dịch bệnh tại Gia Lai diễn biến phức tạp, đội phản ứng nhanh của bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh với những bác sĩ trẻ đầy nhiệt quyết đã kịp thời đến hỗ trợ. Thông điệp không có ngày Tết, khi nào hết dịch sẽ trở về của đội đã lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện và truyền đi nguồn năng lượng tích cực để mọi người cùng chung tay chống dịch. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại các địa phương cơ bản đã được kiểm soát, đó là nhờ sự giao cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó có phần đóng góp rất lớn của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Khoác lên mình chiếc áo blue trắng, các y bác sĩ đặt lên vai mình trọng trách cứu người. Tháng 7 năm 2020, cả nước hồi hộp theo dõi ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng. Tách rời cập song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi quyết giành lại sự sống bình thường cho hai thiên thần nhỏ sau nhiều lần hội chuẩn. Ekip đã thành công khi tách rời cặp song sinh. Cảm xúc dở hòa khi ekip mổ đã giúp Trúc Nhi Diệu Nhi tìm được hình hài độc lập và có thể phát triển như bao đứa trẻ khác. Hàng ngày hàng giờ trên khắp cả nước, đội ngũ y bác sĩ dẫn ngày đêm giành lại sự sống của người bệnh, nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những người khoác lên mình chiếc áo blue trắng luôn đặt trọng trách của người trên vai, với những chiến binh lưu trắng, không có gì hạnh phúc bằng khi thấy người bệnh khỏe mạnh chiến thắng bệnh tật, và đó chính là động lực để họ tiếp tục nỗ lực cống hiến. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Ban chấp hành thành đoàn Châu Đốc đã triển khai các hoạt động thiết thực, nhiều phong trào mô hình của đoàn viên thanh niên đã đem lại hiệu quả, tạo dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài: Tuổi trẻ Châu Đốc chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ thành đoàn Châu Đốc đã triển khai các chương trình, ban hành kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ sở đoàn thực hiện các công trình, phần việc về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, góp phần hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường cho đoàn viên thanh niên. Để thay đổi về nhận thức, đem lại hành động tích cực, các hoạt động tuyên truyền đã được các phường, xã đoàn, tra quân thực hiện các công trình phần diệt như thu gom rác thải nhựa, tẩy xóa các bản quảng cáo, vệ sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn thành phố, khu vực chứa nước, đề phòng số xuất quyết, 57 cuộc dưới sự tham gia của hơn 505 đoàn viên thanh niên. Theo đó, ban thường vụ thành đoàn đã chỉ đạo các phường đoàn tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường với mục đích kêu gọi mọi người hãy sống thân thiện với môi trường vì sức khỏe bản thân cộng đồng công tác tuyên truyền được triển khai nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, treo bàn hô, băng rôn, khẩu hiệu tại các địa phương, cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, các chi đoàn tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt chi đoàn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về những tác hại của việc sử dụng túi ni lông tới sức khỏe của con người, tới môi trường. Ngoài ra những nội dung ý nghĩa, sự cần thiết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị giữ gìn cảnh quan môi trường và các quy định của pháp luật cũng được tuyên truyền đến thành thiếu nhi và nhân dân trong khu vực sinh sống một cách đồng bộ, nhất là trong tháng thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, thành đoàn Châu Đốc đã tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự lề đường tại phường dĩnh Mỹ, đồng thời tạo môi trường thông thoáng, cảnh quan xanh sạch đẹp chào mừng đại hội đảng lần thứ 13 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự tham gia của 50 đoàn chiên, ra quân hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021, tổ chức trồng 200 cây bằng lăng tại trường mẫu giáo Anh Đào. Đặc biệt thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm 2021, quỹ ban hội phối hợp với các phường xã đoàn ra quân vệ sinh mộ 47 liệt sĩ và ra quân xóa bản quảng cáo tuyến Châu Long, khu nhà bia liệt sĩ thành phố Châu Đốc và tuyến đường số 5 khóm Vĩnh Đông. Có 58 đoàn chiên tham gia. Qua đó, nhằm giảm thiểu tình trạng dán quảng cáo, sao giặc trái phép, gây mất mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Cùng với công trình trên, có nhiều hoạt động tiêu biểu của phong trào bảo vệ môi trường. Các cơ sở đoàn trực thuộc đã thực hiện các công trình thanh niên, phân diệt thanh niên, thu gom rác thải, xử lý rác tại nguồn, trồng cây xanh, xóa các điểm đen về môi trường. Ở nhiều cơ sở đoàn đã có nhiều cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực như sử dụng vỏ xe cũ làm thành các đồ dùng vật dụng hữu ích thân thiện với môi trường đặt tại các trường mẫu giáo tiểu học đây không chỉ là sân chơi bổ ích cho thiếu nhi vui chơi, rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về tái chế, bảo vệ môi trường tới cộng đồng một cách trực quan và sinh động. Điểm sáng trong hoạt động xung kích bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên là việc quy động được đông đảo người dân, đặc biệt là lực lượng trẻ tại địa phương cùng tham gia bảo vệ môi trường. Khi hưởng ứng các chương trình làm cho thế giới sạch hơn, ngày môi trường thế giới đều có đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và người dân tham gia. Với những công trình và những phần việc thiết thực đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố châu đốc đã đóng góp hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường những kết quả đã đạt được đang tiếp tục là động lực để tuổi trẻ phát huy góp phần xây dựng quê hương ngày càng sáng xanh sạch đẹp Quý vị và các bạn thân mến, Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang triển khai kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021 nhằm tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các quỹ đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới ở An Giang. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Tăng cường công tác bình đẳng giới. Những năm qua, công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được triển khai mạnh mẽ, góp phần hoàn thành và dựa các chỉ tiêu về bình đẳng giới. Nhận thức của người dân về bình đẳng giới đã có chuyển biến tích cực, thực chất hơn. Phối hợp truyền thông bình đẳng giới trên mạng xã hội và nâng cao kiến thức và vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức bất bình đẳng giới thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực theo chương trình và sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy vai trò vị trí của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp quá hiện đại quá. Qua đó thay đổi hành vi, đẩy lùi tư tưởng định kiến giới là nguyên nhân làm gia tăng trên lệch chỉ số giới tính khi sinh. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhằm ngăn chặn đẩy lùi bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có vấn đề xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay toàn tỉnh duy trì hơn 618 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 511 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 380 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các huyện và xã phường thị trấn góp phần làm giảm các vụ bạo lực gia đình. Mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở huyện thị xã thành phố đang được duy trì, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ của mỗi tháng một lần tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại các địa phương và củng cố nâng chất mô hình xây dựng sửa đổi quy ước hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới tại 156 xã phường, thị trấn triển khai kế hoạch thực hiện dự án đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, triển khai và thực hiện mô hình trung tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới như bảo vệ chăm sóc đối tượng, truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, nâng cao năng lực về bình đẳng giới, tham vấn tư vấn những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới cho người dân, cán bộ công chức viên chức, nhân viên học sinh. Tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới ở An Giang trước hết là tăng cường phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và di sự tiến bộ của phụ nữ và nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới đa dạng hình thức truyền thông phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể và trình độ văn hóa từng địa phương chú trọng truyền thông trực tiếp tại cơ sở nâng cao chất lượng tin bài tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động tuyên truyền chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị giao các sản phẩm truyền thông một cách sáng tạo tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ làm công tác truyền thông lãnh đạo các cấp và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên học sinh sinh viên nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới tăng cường đào tạo bồi dưỡng tập quấn nâng cao năng lực kỹ năng cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và di sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở nâng cao chất lượng nội dung lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách quyết định chương trình kế hoạch của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đó đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng ngành địa phương Chúc quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.